đấu trường Tiểu Lâm cho chị Diễm có 3 phút thôi. Review lần nữa là hết giờ luôn đó. Ngoài qua nhà bà Tư ngoại xin bột ngọt mà bà chửi ngoại như con bà đẻ vậy đó. Bấm chưa? Chưa. Bấm đi còn đợi gì nữa. Đón xem tập 3 đấu trường Tiểu Lâm cười thượng đỉnh, phát sóng vào lúc 21:45 phút thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2016 trên HTV7, truyền hình thành phố Cần Thơ và truyền hình Đồng Tháp 1.